Trận đấu giữa Chelsea và Arsenal đã tiết lộ nhiều khía cạnh về tương lai của Chelsea. Theo ghi nhận của Gary Neville trong một kênh podcast cá nhân sau trận đấu, Chelsea vẫn gặp khó khăn trong hàng công với sự thiếu vắng của một tiền đạo trung tâm đáng tin cậy, và tuổi tác của trung vệ Thiago Silva cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Mặc dù ông đóng một vai trò quan trọng, nhưng đã 39 tuổi và có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sự già nua. Trận đấu cũng phản ánh rằng Chelsea cần một trung phong đáng tin cậy để nâng cao khả năng ghi bàn. Neville tỏ ra ấn tượng với hàng tiền vệ và các tiền đạo cánh của Chelsea, trong khi cặp hậu vệ cánh Marc Cucurella và Malo Gusto đã biểu diễn ấn tượng trong trận đấu, đặc biệt khi Reece James và Ben Chilwell vắng mặt. Cách mà Cole Palmer và Mikhailo Mudryk làm việc cùng Raheem Sterling đã cho thấy khả năng tấn công mạnh mẽ của Chelsea. Tuy nhiên, điều quan trọng là duy trì sự ổn định và thăng hoa trong suốt cả mùa giải. Trong trận đấu trên sân Stamford Bridge vào ngày 21 tháng 10, Chelsea bắt đầu với bộ ba tấn công Raheem Sterling, Cole Palmer, Mikhailo Mudryk. Tam tấu này đã thi đấu xuất sắc, giúp Chelsea ghi được hai bàn ở cả hiệp 1 và hiệp 2. Cả hai bàn thắng đều phản ánh sự sáng tạo và khả năng kết hợp giữa các cầu thủ, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Tuy nhiên, các sai lầm cuối trận đã khiến Chelsea phải trả giá. Phút 77, thủ môn Robert Sanchez của Arsenal đã mắc lỗi, giúp Declan Rice ghi bàn từ khoảng cách hơn 35m. Phút 84, Bukayo Saka của Arsenal cũng đã tận dụng sai lầm của hàng thủ Chelsea và ghi bàn gỡ hòa. Sự bất ổn trong phòng ngự cuối trận khiến Chelsea bị cầm hòa và bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng. Như vậy, trận đấu đã chỉ ra những mặt mạnh và yếu của Chelsea, và còn nhiều điều cần phải làm để cải thiện tình hình và duy trì sự thăng hoa trong mùa giải.